Và cuối cùng thì phiên bản Minecraft 1.20.5 đã ra mắt. Và thực sự để mà nói thì đây là một trong những cái phiên bản có cái danh sách cập nhật là mình nhức đầu nhất. Tại vì nó dài thòn à anh em à, rất rất dài. Và tất nhiên chúng ta sẽ không nói về nó hết ở trong cái video này đâu. Thế nên là chúng ta sẽ đi tới những ý chính rồi nha. Đầu tiên thì khi các bạn mở game lên thì từ giờ cái lâu chờ của Minecraft nó đã có một cái màn hình nền, gọi là hình nền loading rất là mới, nhìn trông như thế này. Nhìn khá là đẹp, tuy vậy thì không có âm thanh gì hết đâu anh em ạ. Chúng ta sẽ có một con này chơi, con Tattoo, ừ đúng rồi, chạy vòng vòng. Bây giờ chúng ta sẽ vào game, chúng ta nhắc lại những thứ đã được cập nhật ở trong phiên bản này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới khu vực sa mạc Savannah. Thực tế nó nằm ngay đây luôn nè. Thì ở đây sẽ có tỷ lệ xuất hiện ra một loài vật tên là Tattoo. Đây là con Tattoo mà mình đang nói tới. Thì những loài vật này mình đã giới thiệu rất là kỹ ở trong những cái video đợt trước về những bản snapshot của phiên bản 1.20.5 rồi. Anh em có thể coi lại video đó nha. Và để nhắc sơ sơ lại thì những con Tattoo này là một loài động vật rất là hiền lành. Và chúng nó sẽ kiểu cuộn lại để tự bảo vệ bản thân nếu chúng nó thấy bất kỳ mối đe dọa nào từ tự nhiên. Chẳng hạn như là anh em chạy thì nó sẽ cuộn lại. Và trong lúc cuộn này thì nó sẽ gọi là tăng thêm khí giác cho chúng nó. Đi kèm với đó là nó sẽ nó có một cái hoạt cảnh kiểu tòi ra rất là thú vị, rất là đáng yêu. Thêm vào đó nữa là hai con này nó sẽ ăn một thứ gọi là mắt nhện. Hai con này sẽ ăn mắt nhện và từ đó chúng nó sẽ giao lưu và kết hợp với nhau. Và chúng nó sẽ cho ra một con Tattoo con bé xíu thì siêu như thế này. Con Tattoo này nó có nó cũng có tập tính y chang như bố mẹ của nó. Tiếp theo thì để lấy được cái thứ mà chúng ta cần ở con Tattoo này, con Tattoo này giết nó không rơi rãi gì hết nha, thì chúng ta sẽ cần một cái chổi. Cái chổi chà mà không biết tiếng Việt nó là gì, tí hồi mình sẽ đổi sang tiếng Việt. Rồi chúng ta sẽ cần nhấp chuột phải vào nó. Và cho tới hiện tại thì nhấp chuột phải bao nhiêu lần cũng được, miễn là cái chổi này của anh em, cái bút lông này của anh em vẫn còn độ bền mà thôi. Và chúng ta sẽ có cái vỏ hả? Vỏ của con Tattoo. Đó, cái lớp vảy của con Tattoo nhìn trông như thế này. Thì từ giờ cái vảy của con rùa tên là vảy rùa. Trước đây cái này tên là Scoot và cái này cũng tên là Scoot luôn á, là hai cái đều là vảy á, vảy với vỏ gì đó mình cũng không rõ. Thì bây giờ chúng nó đã được phân ra, là cái này đã được đổi tên lại rồi. Rồi khi mà có được vảy của cái con này, chúng ta có thể craft cái giáp của con chó sói. Giáp chó đấy, giáp chó. Thế từ từ tí hồi chúng ta sẽ nói giáp sói, chúng ta sẽ nói cho xong cái con Tattoo này cái đã. Cái con Tattoo này những con nhện rồi, còn những con nhện thì sẽ rất là sợ Tattoo nha anh em. Mấy con nhện này gặp Tattoo là chạy à, đó chạy mất tiêu. Ủa Tattoo, ủa nó quýnh trong kia luôn hả, tiện mất máu vậy, nó quýnh không? À chắc là do bị kẹt ở trong cái block kia thôi, nó không quýnh nha, nó không quýnh ra nhưng mà chúng nó sợ lắm. Thật may mắn là từ giờ anh em đã có thể dắt con Tattoo này theo lúc mà anh em kiểu đi ra ngoài tự nhiên vào ban đêm. Thực sự là nhện là một trong những loài vật mình ghét, ghét còn hơn cả con Phantom và con Zombie nữa. Rồi nếu mà anh em có dây dẫn á thì anh em có thể dắt con Tattoo. Ủa đâu mất tiêu rồi, mấy bố Tattoo đâu rồi, à đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, anh em có thể dắt nó đi. Nếu mà trong cái trường hợp mà nó bị dây dẫn đi như thế này thì nó sẽ không bao giờ cuộn lại nha anh em. Bây giờ anh em chạy như thế nào thì nó sẽ không cuộn lại nhá. Đó, anh em có thể dắt nó đi hù dọa mấy con nhện kia để coi mấy con nhện kia chắc có lẽ sẽ không đánh anh em trong trường hợp mà nó chỉ cần đứng gần anh em một tí xíu thôi ha. Để mình chỉnh lại chế độ sinh tồn coi phản ứng của mấy con nhện này thế nào. Có lẽ là nó sẽ ưu tiên việc chạy hơn là việc đánh chúng ta. Ok coi, nó có ưu tiên việc chạy không? Tattoo cứu! Đúng rồi, nó ưu tiên việc chạy hơn là việc đánh chúng ta đó anh em ạ. Ồ, nó không dám quay lại. Đâu dám quay lại nữa. Rồi, ok, đó là hầu hết những cái ý chính về con Tattoo này. Chúng ta sẽ đi tới cái giáp chó. Ở đây mình sẽ lấy hai loại màu đi. Từ từ, nhìn cho nó khác biệt một tí xíu. Đây, ok. Anh em có thể craft như thế này. Đó, để tạo ra màu xanh. Và anh em còn có thể kết hợp hai màu lại với nhau để tạo nên một màu khác. Cái này nhìn giống màu ngọc lục bảo ghê ta ơi. Và ở đây mình có một con chó đã mặc sẵn cái giáp rồi. Thì mặc giáp với chó rất là dễ dàng thôi. Anh em chỉ cần có một con chó bình thường đây, và mặc cho nó. Đó, rất là dễ. Và đi kèm với đó, nếu anh em muốn tháo cái giáp này ra thì anh em sẽ phải cầm một cái kéo, nhấp chuột phải để tháo cái giáp đó ra và mặc bộ giáp mới cho nó. Đó, trong trường hợp mà cái giáp này nó bị gọi là hư hỏng, ở đây mình sẽ thử nghiệm một tí xíu. Chúng ta sẽ cần một tí TNT. Nhìn có vẻ hơi nguy hiểm nhưng mà không sao đâu anh em ạ, chỗ này sẽ nổ một tí xíu thôi. Đùng. Ok, mấy con chó sẽ không bị mất máu đâu anh em ạ. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ok.
Rồi qua đây, qua đây, qua đây, mày qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn. Thì anh em đã thấy thì cái giáp này đã bị hư hỏng nhá. Thì để sửa một cái giáp bị hư hỏng như thế này thì anh em chỉ cần cầm cái scoot, cái vỏ con tattoo đó, anh em nhấp chuột phải vào. Đó. Đó sẽ có một số cái thành tựu mới để cho anh em khám phá, mình nghĩ là mình không cần spoil cho anh em đâu. Và đi kèm với hàng ngàn những cái màu giáp mới thì chúng ta sẽ có hình như theo mình nhớ là 9 loại chó mới thì phải, hay là 8 loại. Ừ. Ở đây, ở trong cái video này thì mình có giới thiệu chi tiết về từng loại chó và nơi nó xuất hiện. Thì anh em có thể coi lại video này để biết thêm được chi tiết nhé. Và để hiểu hơn những cái giáp này thì anh em sẽ cần biết một số thứ, giống như là chỉ những người chủ của những con chó này mới có thể áp dụng được những bộ giáp mới, hoặc là tháo giáp đó ra từ những cái con chó của bọn họ thôi nha. Người khác, kiểu những người bạn của anh em ở trong cùng một thế giới không thể nào làm chuyện đó với những con chó của anh em được. Thêm vào đó nữa, những chú chó này từ giờ máu của chúng nó đã được tăng lên gấp đôi. Gấp đôi đó anh em. Ở những phiên bản trước thì máu của con chó là tầm 20 máu, có nghĩa là 10 tim. Còn bây giờ nó đã lên thành 40 máu, có nghĩa là 20 tim. Chúng nó đã vừa có giáp mà chúng nó còn vừa trâu nữa. Và thêm vào đó nữa thì cái giáp này nè, xin lỗi và thêm vào đó nữa cái giáp này nè là nó miễn nhiễm sát thương, kiểu nó sẽ làm con chó miễn nhiễm sát thương luôn cho tới khi nào mà cái giáp đó bể. Đồng nghĩa với việc là anh em có tạo bao nhiêu sát thương cho con chó đi chăng nữa thì miễn là cái giáp đó còn được mặc trên người và còn độ bền thì con chó sẽ không nhận bất kỳ một sát thương nào hết. Và đi kèm với đó, chúng ta còn có vô số những cái điều kiện mới giúp cho những anh em làm data pack hoặc là tạo map thì có thể chỉnh sửa những cái vật dụng ở trên tay của anh em có thể cho vật dụng nó ăn được, kể cả cây cúp hay là cục đá ăn được hết. Và còn rất nhiều những thứ khác nữa mà thực tế thì mình không có hiểu chi tiết được cái đống này. Thì ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái trường mới, cũng hơi mới một tí xíu ở trong cái phiên bản này. Chúng ta sẽ có cái generic scale. Ở đây chúng ta sẽ mặc định của chúng ta là một, đây là cái kích cỡ người thường của chúng ta. Chúng ta có thể chỉnh cho nó thành 0.3. Yeah, chúng ta sẽ trở thành bé xíu như thế này. Rất là mượt mà, chúng ta có thể nhảy qua kia được không? Alright. Các vẫn có thể nhảy được như bình thường, tốc độ có vẻ như là vẫn là bình thường, cảm giác rất là nhanh ha. Thì thêm một cái nữa, chúng ta có thể xuống nữa không? Oh my god, bé xíu xíu ơi ba. Rồi, wow, 20. Yeah, ây da, có vẻ hơi khó đi đó anh em à. Hơi khó đi á, mình khổng lồ rồi, 20 là hết rồi anh em à. Ok, chúng ta không thể nào đứng cạnh cậu kia rồi. Tiếp theo đó chính là step, mặc định của nó là 1. Chúng ta có thể lên 2. Lên 2 thì chúng ta có thể bước như thế này. Đó, như là hacker lõ vậy anh em à. Đây, chúng ta có thể bước 2. Nếu anh em cho nó 3 thì anh em có thể bước 3 block. Như vậy, rất là bình thường. Mượt mà ha. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ có cái block ở đây. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ có một cái những cái trường khác. Đây, block break speed. Chúng ta sẽ set 5 đi. Rồi, chúng ta sẽ đập block rất là nhanh. Đó, như thế này. Nếu mà mình có cái cúp thì chắc là nhìn nó sẽ xịn hơn. Đây, đây mình có cái cúp đây. Cái đảo này vẫn lâu nha, vẫn hơi lâu tí xíu nha. Ok, nhưng mà như vậy là nhìn không khác gì. Tôi phá hết rồi. Oh my god, tôi phá hết rồi. Nhìn không khác gì chúng ta đang chịu hiệu ứng beacon cả anh em ạ. Đi kèm với phiên bản 1.20.5 này, chúng ta vẫn sẽ có những cái tính năng thử nghiệm. Tính năng thử nghiệm này thì đã có ở trong những snapshot trước rồi, không thay đổi gì đáng kể cả. Nhưng mà bọn họ đã có một cái bảng. Đây, mình sẽ zoom lên cho anh em xem. Một cái bảng này để hiển thị rằng là cách để chúng ta kích hoạt sự kiện Ominous. Thì nhìn cũng rất là dễ hiểu thôi. Thì từ hai cái này chúng ta sẽ có cái bình thuốc. Và cái bình thuốc này sẽ kích hoạt cái Bad Omen. Đó, nếu mà chúng ta ở gần cái lồng Spawn Trial thì nó sẽ kích hoạt cái Trial Omen. Còn nếu mà chúng ta ở gần làng thì nó sẽ kích hoạt cái Red. Đó, rất là dễ hiểu. Yeah, về cơ bản thì hầu hết đó là tất cả những gì ở trong phiên bản 1.20.5 mà anh em cần phải biết. Thực sự là có rất là nhiều những thứ nhỏ nhặt mà bọn họ thêm vào. Mình nghĩ rằng mình cũng không có đủ kiên nhẫn để mình review hết. Bởi vì cái đó thì không quan trọng lắm đối với bản thân mình. Ok, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Và hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha. Bye bye.